Sáng ngày 4 tháng 6 tại huyện Kon Plong, đoàn công tác của Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về khảo sát, đánh giá thực tế khu vực lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Mang Đen huyện Kon Plong đến năm 2045. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm. Sau 2 ngày khảo sát thực tế, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và của tỉnh định hướng quy hoạch khu du lịch Mang Đen có cấu trúc theo hướng 2 hành lang phát triển, 3 trung tâm, 4 đô thị để phát triển khu du lịch Mang Đen trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, tầm cỡ quốc gia, quốc tế với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh sự cần thiết lập quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, phát triển khu du lịch Mang Đen trở thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong vùng. Tỉnh Kon Tum sẽ tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện nội dung quy hoạch. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đồng ý với các đề xuất góp ý nội dung lập quy hoạch chung khu du lịch Mang Đen của các bộ ngành và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, đề nghị bổ sung điều chỉnh nội dung cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh và quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ để trình hội đồng thẩm định, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.